Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một món ăn chơi ha. Thì ngoài trời đang mưa rất là lớn rồi thì mình cần ăn một món gì đó ăn chơi mà nó lại nóng nóng một tí ha. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là món đậu hũ chiên mỡ hành. Nghe tên là thấy ngon mà nguyên liệu lại dễ nữa ha. Nguyên liệu thì mình cần có là đậu hũ cắn, để lát nữa mình sẽ chiên giòn lên ha. Hành lá ở đây mình sẽ dùng hành lá để dùng làm mỡ hành ha mọi người ha. Rồi vậy là đủ nguyên liệu rồi đó. Và ngoài ra mình cần một số cái gia vị cần thiết. Ví dụ như khi làm mỡ hành thì mình sẽ cần có một chút muối và một chút đường để cho phần mỡ hành mình đậm đà. Còn đậu hũ thì mình chỉ cần chiên giòn lên là mình ăn được rồi ha. Rồi bây giờ hãy cùng nhau thực hiện món này nha. Một món cực kỳ nhanh để mình ăn chơi trong những ngày mưa lạnh như thế này nha. Phần đậu hũ mình cũng đã cắt thành những miếng vừa ăn ha, và phần hành lá nè. Hành lá mình cắt thêm vài lát ớt nữa, lát nữa mình sẽ làm mỡ hành. Rồi bây giờ mình sẽ chiên đậu hũ thôi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ cái phần dầu ăn mà chiên đậu á, thì mình sẽ cho vô cái mỡ hành của mình luôn. Mình sẽ cho một chút đường ha. Mình sẽ cho một chút đường và một chút muối. Rồi mình trộn lên. Mình cho đường và muối vô luôn nha. Rồi mình đã có phần dầu mỡ hành rất là nhanh và rất là ngon rồi nè. Ta-da, vậy là mình đã xong một dĩa đậu hũ chiên. Và bây giờ mình sẽ rưới một cái lớp mỡ hành lên trên để là ngon bá cháy luôn ha. Đối với món này thì các bạn có thể ăn kèm là tương ớt ha. Và nếu các bạn ăn cơm thì các bạn sẽ ăn kèm là nước mắm ha. Ăn rất là ngon, đậu hũ giòn mà mỡ hành nó thơm phức luôn á. Bạn nhớ thử món này nha, vừa nhanh gọn lẹ mà vừa lại rất là ngon nữa. Chúc bạn thành công với món ăn này và đừng quên là cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha.